Konnichiwa, xin chào mọi người đã đến với kênh Kiều Ca Đồ CP. Hôm nay mình xin được chia sẻ với mọi người cách làm hành phi giòn rụm thơm ngon, để lâu vẫn giòn. Ở nhà mình hay ăn cháo với bánh tráng trộn. Mình mua một bịch hành nửa ký về để vài ngày, quên làm nó mọc mọng ra rồi. Bây giờ mình lựa ra mấy cái hành không có cái lá ở trên thì mình làm, còn cái hành có lá thì mình sẽ đem trồng ha. Trước tiên mình gọt vỏ hành ra. Hành thì mọi người nếu như mà gọt sợ cay á, thì để cái quạt hoặc là mọi người ngâm hành ở trong nước, nước đá đó, rồi hãy gọt ra ha. Ở đây mình không có bị hành ở bên này, nó cũng ít có nồng lắm cho nên là mình không có làm như vậy. Còn nếu như mà hành của mọi người ở Việt Nam á, mà nó có nồng á, thì mọi người nhớ làm để cái cho nó vào thau nước đá ha, rồi mới gọt vỏ thì nó không có bị nồng cay mắt ha. Rồi mình gọt ra được nhiêu đây, 200g á mọi người. Bây giờ mình sẽ bào hành. Hôm nay mình dùng cái bào này để bào ha. Cái bào này thì bào nhanh lắm nhưng mà mọi người nhớ cẩn thận nha. Nó dễ bị đứt tay lắm đó. Vì cái hành nó nhỏ đó, cho nên là bào cẩn thận nha. Mình bào quen rồi cho nên là mình bào thấy dễ lắm. Đây, miếng hành, lát hành của mình bào ra như vậy. Nó dày như vậy là được rồi nè. Đừng có bào mỏng quá nha. Nếu mà do bào của mọi người bào ra hành mỏng quá thì nó sẽ dễ bị nát lắm đó. Mình bào như vậy theo chiều dọc thì nó khó nát hơn là bào theo chiều hình tròn đó. Hình tròn cắt ngang đó, nó sẽ dễ nát hơn là cái hình dọc này ha. Có nhiều loại hành bào như vậy nè, là nước mắt nó chảy xuống. Còn cái hành này thì nó không có. Với lại mình đứng á, mình không có ngồi mà mình đứng, cho nên là khoảng cách của nó cũng hơi xa, không có bị cay mắt ha. Bào từng củ cẩn thận nha. Từ từ cũng được, không cần nhanh đâu. Nhưng mà chủ yếu là không có bị đứt tay. Đó, mình cứ bào gần cuối rồi mình từ từ thôi. Đừng có làm nhanh quá, làm nhanh quá nó dễ vào tay lắm. Đó, mình bào theo chiều dọc hết nha. Như vậy là mình đã bào hành xong hết rồi nè. Được một tô luôn. Đó, 200g được như đây ha. Tiếp theo mình bắt chảo lên bếp, cho khá nhiều dầu ăn vào đây. Với 200g hành, mình sẽ cho vào đây 300ml dầu ăn. Rồi bật lửa lớn cho dầu ăn nóng lên ha. Trong khi chờ dầu ăn nóng, mình sẽ lau cho hành này nó khô đi. Hoặc là nếu có thời gian thì mọi người đem đi phơi nắng để cho nó khô ráo nước ha. Rồi mình dàn đều ra và dùng khăn giấy nhà bếp để lau. Mình lót ở dưới một tấm giấy khăn giấy nhà bếp rồi. Rồi ở trên mình lau thêm ở trên nữa để cho nó thấm hết nước ra ha. Sau khi trải đều hành ra rồi, mình sẽ dùng khăn giấy nhà bếp để ấn lên trên nè, để lên trên như vậy và ấn xuống để cho nó thấm hết nước ra ha. Lau cho thật khô nha. Mình bỏ ra 5 phút để lau cho cái hành nó khô luôn đó. Vì hành nó phải thật khô ráo nước thì khi mình chiên nó mới giòn ha. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để làm cho hành được giòn, mọi người nhớ nha. Rồi, hành của mình bây giờ nó đã thật khô ráo nước rồi nè. Mình bỏ ra 5 phút để lau cho hành khô ráo luôn đó. Và mình sẽ cho vào đây. Đây là bột tempura, bột tempura ha. Bột để người ta chiên tempura đó. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh bột tempura và trộn đều lên để cho nó hút cái nước còn lại đó. Cho bột tempura vào để cho hành của mình được giòn lâu hơn ha.
Và nếu như mà không có bột tempura thì mọi người có thể cho bột năng, bột mì cũng được nữa nha. Mỗi loại bột nó có độ giòn khác nhau. Nếu như là bột năng thì nó sẽ giòn cứng, còn bột tempura này nó sẽ giòn mà giòn tan. Và bột mì thì cũng vậy, nó cũng giòn tan ha. Mình dùng cái rây để rắc bột để cho nó được đều hơn và đeo bao tay vào trộn đều lên nha. Dầu ăn của mình bây giờ nó đã nóng rồi. Để cho chắc chắn là dầu thật là nóng thì mình sẽ cho vào đây một miếng hành. Đó, mình thấy hành nó sôi lên như vậy là dầu nóng rồi. Giờ mình sẽ cho hết hành vào đây nha. Nhớ là dầu ăn phải thật là nóng mới cho hành vào nha. Để hành nó không có bị rút dầu đó mọi người. Nó không rút dầu thì cái hành của mình nó mới được giòn ha. Nếu mà dầu ăn không đủ độ nóng mà cho hành vào, nó sẽ hút dầu và làm cho hành của mình không có được giòn đâu nha mọi người. Nó sẽ mềm luôn đó. Cho nên là mình để lửa thật lớn và khi dầu thật là nóng rồi mình mới cho hành vào. Cho hành vào và mình cứ để lửa lớn luôn. Để lửa lớn phi hành cho đến khi nào hành của mình đổi màu ha. Và nhớ là đừng có chọt đũa vào đây nha. Cái lúc mà hành chưa đổi màu á, mình chỉ khều khều như vậy để cho nó tách ra thôi. Không có trộn đũa nhiều vào đây ha. Và khi mình thấy hành đổi màu rồi mình mới trộn nè. Đó, bây giờ thì trộn thoải mái luôn, trộn cho nó vàng đều ha. Cái khi mà hành nó còn mềm á, mà mình cho đũa vào trộn nó sẽ bị gãy á. Gãy nát vụn hết, cho nên là mình phải đợi cho nó cứng cọng rồi mình mới cho đũa vào trộn đều, cho nó vàng đều ha. Cái chảo ở ngoài nó sẽ nóng hơn ở trong, cho nên là mình cứ trộn ở ngoài, từ ngoài trộn vào trong. Nó trộn liên tục để cho nó vàng đều ha. Khi hành đã đổi màu trắng đục rồi mình sẽ hạ lửa xuống ở mức trung bình. Và đảo đều liên tục để cho nó vàng đều ha. Nhớ là mức lửa bây giờ là đang ở mức trung bình, đừng có hạ lửa nhỏ quá nha mọi người. Nếu sợ nó cháy mà hạ lửa nhỏ lúc này nó sẽ ngấm dầu vào và nó mềm không có được giòn nha. Cho nên là mình cứ để lửa ở mức trung bình và trộn đều tay. Khi nào mình thấy nó hơi ngả màu vàng mình sẽ tắt bếp. Rồi bây giờ mình tắt bếp luôn rồi. Và cứ tiếp tục trộn nha. Tiếp tục trộn cho đến khi nào nó hơi vàng một tí xíu nữa mình sẽ nhắc xuống luôn. Rồi mình sẽ cho ra cái rây này để lọc dầu cho ráo ha. Sau đó mình sẽ trải hành ra mâm, có lót giấy thấm dầu để cho nó thấm bớt cái dầu ra ha. Cái màu hành của mình bây giờ nó đã sậm lên vừa rồi nè. Đó, nhìn ngon chưa? Rồi trải đều ra cho nó nguội bớt nha. Để cho hành nguội là mình có thể sử dụng được rồi nè. Lúc nóng nó cũng giòn lắm luôn. Như vậy là thành công rồi ha. Mình chúc cho mọi người làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cà Đồ CP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne.